Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Bò mộng Honda Super R250 LR phá đảo cộng đồng mô tô với phiên bản là siêu dị chất nhất từ trước nay. Honda Super R250 LR, cái tên không còn lạ lẫm với những tín đồ và tốc độ. Sở hữu cái dàn cấu hình hầm hố không kém gì mẫu hũ trong cùng một khúc. Đi kèm với bộ máy là hai xanh tương đối, cá được cộng đồng chơi mô tô Thái Lan ưa chuộng. Và qua đây, xin gửi đến anh em một cái bản độ họa tiết phong cách nhân vật Saxon Tom trong cái series phiêu hình K. Honda Super R250 LR độ tơi tái phong cách Saxon Tom. Và cái chiếc Honda Super R250 LR trong clip này là phiên bản 2007, được hưởng chọn bộ áo kèm cái body kit carbon lace moto, kết hợp với bộ tem là khá ưng ý từ nhân vật Saxon Tom. Được biết xuất hiện trong series phiêu hình K đem đến một cái vẻ ngoài hết sức tưởng tượng cho một cậu em út nhà Super R. Bên cạnh những option được trang bị cho phần tay lái bao gồm cái cụm phanh của Rambo AZ19, cụm con Acosto, trợ lực tay lái Holden, bình dầu Rismanet trước sau. Dàn chân được ưu ái hơn với chọn bộ mâm OZ Racing, phanh trước của Rambo Bobis, hai bên thân áo là bộ guồng chống đổ ANC. Ngoài ra, thêm cái sự hấp dẫn cho các động cơ hai xanh rất là ấn tượng với những tín đồ phần cơ lớn là cái bộ ống xả Anubis Carbon. Hệ thống chia xa cũng được nâng cấp rất mạnh với Holden STS. Cảm ơn các bạn theo dõi này là cái tiếp. Nhớ like, share, subscribe.